Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh xưởng gỗ Giá Tận Gốc Thiên Phú 5. Ngày hôm nay đồ gỗ chúng tôi xin giới thiệu cho tất cả mọi người mẫu sản phẩm mới nhất bên cơ sở tôi vừa được dựng mộc xong và đang ở bên trưng bày. Và thì hôm nay cơ sở chúng tôi xin giới thiệu cho tất cả mọi người bộ bàn ghế sản phẩm là ô áo hộp cuốn thư, chất liệu là gỗ hương đá, hàng siêu dày, hàng vô cùng dày dặn liền lại, siêu vip luôn cả nhà. Đấy, đây là đấy, mọi người thể nhìn xem, đây em sẽ quay qua cho mọi người xem về bộ sản phẩm này nó có điều gì đặc biệt. Thì đấy, thì trước mắt mọi người đây là một chiếc đoạn dài và hai chiếc ghế đơn, một chiếc đoạn dài, hai chiếc ghế đơn, một bàn đây, một bàn này, một đôn thấp và một đôn cao. Hàng ngày thì bên cơ sở chúng tôi làm là họ sáu món mọi người ạ. Thì sau đây tôi xin giới thiệu chi tiết cho mọi người. Thì trước mắt mọi người đây là cái đoạn dài này bên cơ sở chúng tôi làm đoạn dài là 2m4, đoạn dài là 2m4, cao là 1m phủ bì, 1m phủ bì là 25, mọi người nhớ cao phủ bì là 1m25, hàng vách là dày 1/8, vách là dày 1/8 này, hàng đục tùng cúc trúc mai, tay này, bản tay này là tay dày 7 phân, rộng là 12 phân mọi người nhớ. Đây, tay dày 7, rộng 12, rất là đẹp luôn ạ, hàng vẫn để mộc. Thì bộ này, sản phẩm này cơ sở chúng tôi làm là trương, là trương cuốn thư, trương là trương đục cuốn thư, vách là vách đục tùng cúc trúc mai, tượng trưng cho 4 mùa, đục rất chi là chi tiết, ngóc ngách rất là đẹp luôn ạ. Đấy, mọi người thể nhìn xem xương nối các thứ đều rất là dày dặn luôn ạ. Đấy, phía dưới thì cơ sở chúng tôi còn được kem hoa lan tây. Cái hàng này được cơ sở chúng tôi, mọi người thể nhìn thấy như cái bản tay này nối vào cột này rất là chắc chắn, mộc mạc, rất là đẳng cấp luôn ạ. Đấy, thì trên tay này thì chúng tôi có cái tay hộp. Đấy, tay hộp hình đồng tiền. Đấy, tay hộp hình đồng tiền. Đấy, và dưới này cơ sở chúng tôi làm là hình cá chép. Đấy, và ván này, ván này cơ sở chúng tôi làm ván là ván dày 2 phân, khuôn chanh là khuôn chanh dày 4 phân mọi người nhá, khuôn chanh là dày 4 phân ạ. Ván 2 phân, khuôn chanh là 4 phân, rất là đẹp luôn ạ. Ván 2 phân, khuôn chanh là 4 phân. Đấy, mọi người thử nhìn xem. Đấy, thì tiếp theo tôi sẽ nhảy thử lên đây cho mọi người xem. Đấy, ván 2 phân rất là chắc chắn luôn ạ. Đấy, thì cái mặt bàn này, thế mặt bàn này cơ sở chúng tôi làm là mặt bàn là liền nguyên một tấm cả nhà nhá. Mặt bàn là liền nguyên một tấm, dài là 1m4, rộng là 75 lên 1m4 mọi người nhá. Và đôn thấp này cơ sở chúng tôi làm đôn thấp cũng là vuông là 40 40. Mặt bàn này thì cơ sở chúng tôi làm mặt bàn liền nguyên một tấm mọi người nhé, mặt bàn liền nguyên một tấm ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, bàn đôn thì cơ sở chúng tôi lựa chọn là làm bàn đôn ngăn kéo đầy đủ. Tiếp theo đến cái đôn này thì cơ sở chúng tôi làm với quy cách là 40, rộng là 40, dài là 75 mọi người nhé, rộng 40, dài 75, rất là đẹp luôn ạ. Bàn đôn thì cơ sở chúng tôi làm là ngăn kéo đầy đủ, rất kia chi tiết, hàng rất là đẹp. Đấy, tiếp theo đến hai chiếc ghế đơn. Ghế đơn này thì cơ sở chúng tôi làm là ngang là 95. Ghế đơn là ngang là 95. Ghế đơn ngang là 95, sâu là 63, cao là 1m25. Đấy, rất là đẹp luôn ạ. Thì đấy, để ghế đơn tiếp theo cũng như vậy. Đấy, mọi người thể nhìn xem cái ván viết này, vách viết đục rất là đẹp luôn ạ, đục tỉa chạm khắc vô cùng tuyệt vời. Đấy, thì bộ này thì đang được cơ sở chúng tôi đang bán với giá là 36.800.000 hoàn thiện đầy đủ. Thì tất cả mọi người ai đang xem video này mà đang quan tâm thì cứ liên hệ cho tôi qua số điện thoại là 0981996615, hoặc là đến tận cơ sở là ở cạnh cây xăng Cổ Bài thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội thì sẽ được tư vấn và hỗ trợ cụ thể. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video và ủng hộ cơ sở. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Mọi người đang xem thì hãy dành cho cơ sở chúng tôi xin một like và một nút đăng ký kênh. Xin chân thành và tất cả cảm ơn mọi người. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.